tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trường Lý nhé. Hôm nay Trường Lý lại đi bản tiếp các bạn ạ. Đấy, hôm nay là 15 Tết rồi, là những ngày cuối của năm rồi. Vì vậy cho bạn ở trên này lại rất là đông vui rồi các bạn ạ. Đấy, bây giờ Trường Lý sẽ đưa các bạn đi khám phá phiên chợ vùng cao những ngày cuối năm nha các bạn nhé. Ok, mời quý anh chị và các bạn đi chợ cùng Trường Lý nhé. Xin chào các người đẹp đi chợ. Giới thiệu với mọi người, đây là chợ Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang nha các bạn nhé. Chợ này thì họp vào ngày mùng 5, 15, 25 hàng tháng nha các bạn nhé. Đây là chợ phiên các bạn. Như vậy là chỉ còn một ngày họp chợ cuối cùng của năm nữa vào ngày 25 tháng 12 âm lịch này thôi nha các bạn nhé. Nếu mà các bạn muốn đi chợ vùng cao thì hãy xách ba lô và đi cùng Trường Lý nhá. Rồi bây giờ mời các bạn cùng tôi đi một vòng chợ xem chợ bản có những cái gì nhá. Ở đây có một gian hàng bán quần áo người Mông rất là đẹp nha các bạn nhé. Nhiều quần áo đẹp. Em ơi, cái bộ vàng vàng đỏ đỏ này là bao tiền này? Bộ này là 900. 900 à? Đẹp nhỉ. Đấy. Quần áo Mông thì một số thương lái là đi khắp các chợ. Đây là có rất nhiều gian hàng bán quần áo người Mông các bạn ạ. Rồi bây giờ mời các anh chị và các bạn cùng tôi đi vào trong này nhé. Xem một tí. Đẹp đấy. Dao rèn đây nhé, dao tự rèn, dao bản nha các bạn nhé, dao này dao ở các bác ở vùng cao tự đánh nha, tự đánh đấy nhỉ, cái rìu này cũng tự đánh đây phải không ạ? Bác dao rửa tự đánh hết các bạn ạ. Rồi. Đẹp thế nhỉ, rồi, em thử đeo vào nha. Thử đeo vào như nào, đeo như nào. Ôi. Đeo tất cả bốn cái này à? Đeo cả bộ luôn à? Bốn cái luôn à? Ôi, thế thì chằn nặng cổ lắm à? Ôi, thế làm sao cho vào được? Ôi, đấy, đẹp nhỉ. Cái này bằng chất liệu gì đấy? Sen căng à? Ôi xinh thế nhỉ. Đấy. Ôi nhìn em lại xinh thế nhỉ. Em lại xinh. Em này cũng xinh, em này đeo hẳn ba cái. Ba cái của em là bạc hay là bạc đấy, là không bạc đúng không? Bạc thật đấy đúng không? Đấy. Đúng là buôn bán dầu nên nó nhiều tiền nên đeo toàn bạc thôi nhỉ. Thế nhà em gần đây không? Đây đây ạ. Nhà em ở đây, ở trong này à? Các bạn đứng đây luôn à? Bán nhiều đồ nhỉ. Đẹp đấy. Em có đi hay đi các chợ không? Có ạ, đi các chợ phiên. Các chợ phiên Bắc Mê mình luôn. Đi cả Hà Giang, Vị Xuyên luôn ạ. À thế à. Thế ngày mai là ngày chợ nào, ở đâu nhỉ? Mai là chợ Yên Định với là Phương Tiến. Phương Tiến à? Thế mai đi Phương Tiến hay đi Yên Định? Phương Tiến ạ. Đi Phương Tiến à? Yên Định vắng lắm nhỉ?
Ừ. Thế em tên gì đấy? Hả? Dấu à? À, tên là Dấu à? Rồi. Có hay dùng Facebook không? Có, đang bảo anh kia đăng ký cho. À, thế có chồng chưa? Có rồi. Có chồng rồi á? Ôi xinh gái này, nhìn trẻ này mà đã có chồng rồi á? Con gái học lớp 6 rồi. Ôi con gái học lớp 6 rồi. Ôi. Thế là lấy sớm nhỉ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, 30 rồi. À 30 con gái học lớp 6 là không phải thôi. Để mấy đứa. Chắc là hai đứa thôi nhỉ. Đấy anh kia hỏi rồi, em đẻ được mấy đứa rồi? Hai đứa à, tưởng năm đứa. Rồi. À, chết sao được. Để như anh ấy. Đấy chưa, để như anh đấy chưa. Anh để bao nhiêu đứa thì em để bấy nhiêu đứa nhỉ. Đấy anh, cảm ơn em nhé. Toàn đồ trang sức như là các cái vải vóc của dân tộc Giao thôi, thổ cẩm. À, bây giờ tôi sẽ đi vào bên trong xem có ẩm thực gì không. Wow. Có bánh rán, chợ nào thấy có bánh rán nhỉ? Bắt tiền một cái này em. 2.000 à? Rẻ thế? Tưởng 5.000 một cái chứ. Thế cái này bằng bột gì đấy? Một nếp à? Tưởng bật bột sắn nhé. Một nếp. Chào nhé. Gì đấy? Tán dai à? Hả? Em đang tán dai à? Đấy, cô này đang bắt khách đây. Đấy. Đi tìm xem ở đây có khu ẩm thực nào không? Có quán nào ăn ngon không hả bác? Ở trong kia à? À, rồi. Đi vào làm tí ẩm thực đi. Có thằng cố không ạ? À, có thằng cố à? Rồi. Thế tí phải ra làm bát thằng cố. Ừ, đấy. Rồi. À, thế tí mình sẽ đi ra ngoài xem có thằng cố, mình ăn một bát thằng cố các bạn ạ. Bát tiền một cái này. 100.000 một cái này. Đúng không? À, làm cầu kỳ đấy nhỉ. Mất nhiều thời gian đấy. Chị đang lựa chọn cho mình một cái dây đẹp này. À, cái này là cái này là dây thắt lưng đây hả chị? Ồ, tết á nhỉ. Cái này bằng nhựa hay là bằng gì này? Bằng bạc à? Ui, nhiều thế. Tất cả những cái vẩy này là bằng bạc hết á? Vâng. Ồ, thế thì chả nhiều lắm à. Bắt tiền một dây này. Đây là 2 triệu 8. 2 triệu 8? Vâng. Wow. Đắt phết nhỉ. 2 triệu 8 một dây lưng này cơ à? Vâng. À. Thế một bộ trang phục của người Giao thì đầy đủ hết thì khoảng bao nhiêu tiền hả chị? Nếu mà cả dây lắp đông phải dây trào này. Hơn 10 triệu à? Vâng. Hơn 10 triệu mới được một bộ quần áo Giao. À, ăn đây nhỉ. Ô, thế bạn này lại không mặc quần áo Giao à? Không ạ. Thế mặc quần áo Giao rồi bán hàng chứ? Đội khăn rồi. À, đội khăn. Nhà có gần đây không em? Gần. À, nhà mình ở bản mình đây luôn à? Ở Văn Mê á? Ở chỗ nào? Đường Âm à? Có chợ Đường Âm hôm nào nhỉ? 22 à? À, thế có 2. Rồi. 22 vào một chuyến Đường Âm.
Đó, cảm ơn em nhá. Đây có một quán phở. Hôm nay mình không ăn phở, mình sẽ đi ra ngoài kia mình tìm ăn món thắng cố, mới là đặc trưng của vùng cao các bạn ạ. Ở đây có rất là nhiều quần áo dân tộc Mông. Đây, những bộ quần áo được may sẵn rất là đẹp. Những bộ bé bé này là bao tiền này em? Bé này. Ừ, bé này. Cái này 600. 600 à? Đắt đấy nhỉ, nhưng mà làm cũng cầu kỳ. Xiên các cái ống với cái hạt này rất là vất vả đấy nhỉ. Làm rất là cầu kỳ nha các bạn nhé. Cái mũ rất là đẹp. Mũ này đẹp thật đấy nhỉ. Mũ này đẹp. Đội rất là đẹp luôn. Đấy. Bạn thấy mũ đẹp không? Quá đẹp luôn nhỉ. Ồ đây. Đây là cái mũ của dân tộc cũng Mông nhỉ, đúng không? Đây là của con trai con gái? Con gái. Con gái à? Cái này là Mông đen à? Mông có rất là nhiều dân tộc Mông. Đấy, ô đây có một cô người Mông rất là xinh đẹp đây này. Em ơi, em ở tận đâu đây? Em ở Bảo Lâm. Bảo Lâm á? Ủa thảo nào Bảo Lâm xinh thế, ở bên Bắc Mê chả có người xinh như thế này đâu. Sao có? Đấy, người đẹp. Ừ. Em bán hàng đây à? Vâng ạ, hôm nay em vừa về chợ đầu tiên đấy. Thế á? Bán được nhiều chưa? Em bán được 2 bộ rồi. Thế những quần áo này là em khắc may hay là em lấy ở tận đâu? Cái này là mình tự may thôi anh ạ. Cả mũ nữa? Cả mũ mình tự may. Nhìn mình cô người Mông này. À đây lại còn có một cô nữa này. Nhiều nhiều cô thế này. Chào anh. Chào em nhá. Em cũng ở Bảo Lâm à? Vâng ạ. Mấy chị em ở bên Bảo Lâm hôm nay sang đây lần đầu tiên đấy nhỉ? Vâng, hôm nay là lần đầu tiên. Em thấy chợ và em thấy chợ bên này như thế nào? Có đông không? Đông lắm ạ. Đông lắm à? Đông vui lắm ạ. Anh người Mông ở đây cũng đông ạ. Thế à? Thế Mông bên Bảo Lâm với Mông bên mình thì nói có giống nhau không? Vâng, cũng có giống nhau. Có nghe được không? Nghe được. Nghe được nhỉ? Ở bên Bảo Lâm là em ở thôn nào, xã nào? Em ở Kiên Phác. Kiên Phác à? Kiên Phác. Bảo Lâm thì xã Quảng Lâm. À em ở Quảng Lâm à? Vâng ạ, xã Quảng Lâm ạ. Anh đi nói ra ngoài thì phải là huyện Bảo Lâm. Rồi. Quảng Lâm đi vào trong cái gì nhỉ? Trong Quảng Lâm. Trong Lũng Vầy à? Thạch Lâm à? Nhà em có gần Thạch Lâm không? Thạch Lâm là mình ở xã Quảng Lâm, Thạch Lâm thì đi qua xã mình ạ. À đi, em ở trung tâm xã à? Em ở ngoài xã rồi. Ở ngoài xã. Toàn người đẹp này. Thế lấy chồng chưa? Có rồi ạ. Có rồi á? Ừ, đúng là người sinh lấy chồng sớm lắm. Chồng đây à? Không, kia là chị, chồng chị. Chồng chị à? Chị. Thế bạn này là chị à? Vâng. Thế em năm nay bao tuổi rồi? Năm nay là em 25 tuổi ạ. 25 tuổi á? 25 tuổi lấy chồng rồi á? Thế có mấy đứa rồi? Hai đứa rồi. Có hai đứa rồi? 25 tuổi, hai đứa rồi, nhanh thế nhỉ? Sinh gái lấy chồng sớm thật đấy. Đúng là sinh cái là hay bị bắt ngay nhỉ? Bắc mình thì 25 tuổi, gần 30 rồi. Thế trước con em là chồng bắt về hay là mình tự yêu nhau? Chồng bắt về thôi. Chồng bắt á? Đi chợ này xong rồi cứ kéo tay về á? Ui, thích đấy. Thế em ở đây hôm nay có bạn nào chưa chồng không để anh kéo về làm vợ ấy? Ôi, chợ này em vừa về lần đầu thì em không biết là ai chưa chồng đâu. Tưởng là... Nếu Bảo Lâm mình thì người nào chưa chồng thì biết, nhưng mà ở đây thì em không biết. Thế em cho anh chụp một kiểu ảnh được không? Ôi, không chụp được đâu anh à, xấu lắm rồi. Em cầm cái này để anh chụp một kiểu như thế này. Ui, người...
người mẫu thời trang ấy nhỉ. Đấy. Người người đẹp bán quần áo, toàn quần áo đẹp đây này. Để chụp nhá. Rồi. Đấy, chụp lấy chân dung này. Rồi, cảm ơn em nhá. Em có đẹp không? Đẹp mà. Đẹp mà. Hả? Đây là phở vùng cao nha các bạn nhá. Hôm nay có rất nhiều quán ăn sáng các bạn ạ. Trên này cũng có một quán này. Em ơi, anh em mình đi ăn thắng cố đi. Hả? Ờ, anh đi trước đi. Ừ? Đi ăn thắng cố của anh đi. Ờ, em vừa ăn rồi anh ạ. Ăn rồi ăn nữa. Đi xa ra kia ăn thắng cố đi. Mày. Anh mời mấy bạn đi. Đi à? Đi. Đi mà. Đi nha. Đi. Em à. Em mình đi ăn thắng cố đúng bản sắc chợ vùng cao. Bởi vì theo phong tục người Hâm Mông mình là cứ đi chợ gặp nhau là phải mời nhau một chén rượu hay là một bát phở mà nhỉ. Mình mời thằng cố. Thế thì anh mời thằng cố. Được không? Em đang bận. Đây phải chờ cuối chợ mới mời được nhỉ. Ờ rồi, chờ 25 nhá, hẹn chợ 25 nhá. 25 anh mời nhá. Thì sợ em lại không sang thôi. Nếu em sang là anh sẽ nhận ra. Chắc vẫn bán ở khu này thôi đúng không? Thế hẹn em vào chợ 25 nhá. Vâng ạ. Rồi. Chào anh nhá. Rồi, chào em. Này là chợ cuối năm tương đối là đông các bạn ạ. Cùng thơ, cùng Tết rất là thơ. Ấy, lợn bản đấy nhờ. Ô, con này phải hơn tạ à? Anh. Ui, nhìn cái mỡ sợ nhờ. Hơn 10 phân nhờ. Gần 20 phân. Đấy. Con này tạ mấy anh? Tạ linh 5. Tạ linh 5 cơ à? Ờ. To nhỉ. Ở đây nhỉ. Ở ngoài này hôm nay có làm thắng cố nhỉ anh nhỉ? Nhà trên này có. Ở trên này có trên à? Đường đấy. Ờ. Đi làm bát thắng cố. Đi chợ là phải đi ăn thắng cố các bạn ạ. Đây là mình sẽ đi xem ẩm thực thắng cố vùng cao ở chợ bản ở trên này như thế nào. Em ăn nó có phê không? Ăn thằng cố đi, anh ơi. Hả? Đi thằng cố đi, kia. Hả? Có. Đây, chị bán hậu rồi đây. Hả? Có chị bán rồi, sợ gì nhỉ? Hả? Sợ à? Sợ bẩn à? Đây, ăn sạch thế. Ăn sạch thế bao giờ mới chết? Đây có một quán thắng cố nha các bạn ạ.
Mời quý anh chị và các bạn cùng tôi lên thưởng thức món thăng cố vùng cao nhé. Ở đây có một quán thăng cố. Mọi người nói thì quán này nấu thăng cố rất là ngon. Bây giờ mình lên xem nào. Bụng đói lắm rồi đấy. Đói quá rồi. Đây còn không? Đây là chị. Nhà mình là nấu thăng cố nhỉ? Còn không à anh? Cho em một bát. Một bát thăng cố này. Ăn thăng cố vùng cao này. Rồi làm một tí thử. Ấy, làm thử mà. Đấy. À. Đó rồi. Đây là thăng cố đây à? Vâng. Wow. Đây nguội hết rồi. Bây giờ đi đi xem vào đây xem mà anh làm nồi thăng cố hôm nay có to không? Đâu rồi? Đang nấu đây à? Giới thiệu với các bạn đây chính là nồi thăng cố nha. Đấy, đây mới là thăng cố vùng cao nha, rất là đậm đà luôn. Đấy, bên cạnh thăng cố thì có một xiên thịt treo. Thế này thịt lợn nhanh mổ à? Vâng. Đây bác chủ quán thăng cố. Thăng cố mình hôm nay là có những gia vị gì đấy bác? Có gia vị gì, gia vị thảo quả. Thảo quả. Thảo quả. Với lại cái gì? Nghệ. Nghệ à? Nghệ. À. Rồi. Đây đây là bát của em gì? Vâng. Rồi rồi, ở đây. Thế còn cái này, tí lại cho vào thêm à? Còn nhiều nhỉ. Ngon đấy, đây này. Còn da với lại thịt nạc nhỉ. Đó tổ hợp. Rồi. Bác cho em một bát này với một chai rượu để em mời các bác ở ngoài kia. Hôm nay không say không về. Đấy. Cho thêm một ít riềng vào nữa à. Vâng, riềng. Rồi. Thơm. Rồi rồi rồi, ok. Ăn thăng cố là lấy một bát ra xong là một bát con là mình ăn bao nhiêu mình cho vào bát con à? Cho em nhập mâm với nhỉ? Cho em góp một bát thăng cố với lại một chai rượu để ăn cho nó vui nhỉ? Được không? Được. Được nha. Ok. Đấy, đi vào chợ bản cứ phải đoàn kết nha. Cứ phải mời nhau tưng bừng lên nha. Tâm sự nha. À đấy. Rồi tâm sự đúng kiểu chợ vùng cao. Đấy. Tâm sự thì mới vui. Rồi rồi. Đây bát đây. Rồi. Đây bát của anh em dùng trước rồi. Vâng. Đây bát này anh em lấy được bát này. Đây là các bác đi chợ từ sáng rồi ạ. À, mấy giờ đi? Nhà các bác có gần đây không? Nhà các bác có gần đây không? Có mà, gần đây mà. À, thế à? À, ở thôn bản mình đây thôi đúng không? Ta nên nồi cần coi nhà mà. Anh em mình mấy khi đến đây thì cứ có gì dùng gì nhỉ? Đang làm cái nhỉ cho đoàn kết cái, tình cảm dạt dào cái nhỉ? Rồi, em mời các bác nhá. Mời chú nhá. Chú năm nay bao tuổi rồi? 60 đủ. 60 à? Thế cũng có tí tuổi ở đây nhỉ. 60 hôm nay đánh con đề. Lại chơi đề thế này thì chả giàu nhanh lắm à. Vâng. Cũng 60 rồi, 60 là được rồi. Chuẩn rồi, 60 mà phong độ như chú là chuẩn rồi. Rồi mời chú với các anh nhá. Đấy, chào buổi sáng cái. Đấy, vùng cao là phải có cái món nước nói này. Vùng cao đi chơi phải chào buổi sáng. Đấy, chào tí buổi sáng nhá. Yeah, rồi. Mời bác nhá. Ôi ô. Rượu ngô đấy nhỉ. Rượu ngô ngon đấy. Rồi bác nhá. Cái này nó vào Facebook hay là YouTube đấy.
Ờ, dùng đi các bác. Chú, đúng đi nhỉ. Làm một miếng pịa này xem nào. Đấy, cái này gọi là pịa nhá nhỉ. Đấy. Nhưng cái này có tí pịa nào không à, bác chủ quán? Cái này có tí pịa nào không? Có cho pịa vào không? Có mà. Pịa bò ấy. Nó phải có một tí đắng đắng nó mới ngon. Đấy. Nó phải có một tí. Có một tí ăn là mới ngon, có mùi thơm. Đấy. Bác chủ quán vào làm tí đi. Đấy, ngồi luôn đi. Làm tí cho nó ấm bụng. Thế nữa. Đấy. Tròn hốt bè. Rất là đậm đà, được. Ăn vào một tí nước chấm. Vâng. Cái này là hạt tiêu à? Hạt tiêu. À, hạt tiêu. À, cái này trước khi ăn là phải trộn lên chứ nhỉ? Vâng, trộn lên nó ăn mới. À, trộn lên. Cho này. Chanh đi. Vâng. Chanh cho nhiều cái rồi. Nhưng mà bác ấy lộn hết lòng ra rồi. Đấy nhé, phải cho một tí đắng đắng cơ. Nó phải có tí xanh xanh cơ. Đấy, có một tí xanh xanh cơ nhỉ. Nó đắng đắng cơ. Thật mà. Ăn thằng cố nó phải đắng đắng tí. Các bác có dám không? Có dám ăn loại xanh xanh không? Chưa, đông cách mấy. Sắp đến giờ chưa mới có cách nhiều. Một con bò thì tầm 6-70 cân thịt vẫn bán được hết đấy. Rồi. Phong bảo làm món thắng cố ấy. Vâng. Nó phải cho một tí pịa vào cơ. Đúng rồi. Nó đắng đắng rồi, ăn mới đậm. Như này gọi là thịt luộc thôi. Là cũng ngon rồi nhỉ. Yeah. Ngon đấy. Được. Bởi vì nhiều người không ăn được cái kiểu có pịa các bạn ạ. Đấy, thế nên là chủ quán không thể dám làm đại trà như vậy. Đấy, thế nên là phải ăn lại không ngon. Thế là họ lại chê bảo làm đấy, không sạch. Đấy, lại chê làm không sạch. Thế nên là chủ quán đã lộn hết ra rồi các bạn ạ. Như mình hay ăn thăng cố thì mình thấy thực sự là nó phải có một tí pịa, nó đắng đắng ngăm ngăm cơ thì mới đúng chất và ăn nó mới đậm đà. Đấy. Rồi, làm miếng nữa. Thôi đấy, làm đi. Rồi. Vẫn tầm ăn phứa vẫn ngọt. Ví dụ cái đào răng mà nó lớn, đào răng thì nó đào răng ấy, nó ăn phứa đấy. Nó có cái xây xây phứa đúng không ạ? Cái chỗ đấy, chất ở đấy rồi, nó đắng đắng cơ mà. Đấy, nó phải đắng đắng. Sạch đá thì không ngon mấy. Nó đúng của nó là phải lấy đoạn đắng đắng đấy. Tất nhiên là không lấy hết, nhiều người như ở bên Tây Bắc là nó lấy hết luôn. Cả cái bộ ruột non đấy. Nấu luôn. Mình ăn kiểu đấy thì mình cắt lấy riêng ra. Đấy, lấy riêng ra mình tự nấu rồi nhỉ. Bây giờ làm cái đi nhỉ. Cho đủ đôi hai chân nhỉ. Bác năm nay bao tuổi rồi? 50 ạ. 50 à? Thế bác hơn em 10 tuổi. Vâng. Em 40 rồi. Tốt. Mời các bác nhá. Mời bác nhá. Nhà bác ở thôn nào đấy? Chế Bóc à? Chế chỗ nhà anh Trương Man à? Vâng. Gần đấy mà. Rồi, Trương Man, Trương Thanh, Trương Tuân đi. Tuân nhỉ? Trương Chiến gì đấy. Rồi. Nó ngay đây mà, gần đấy. Rồi. Mày cố lên nữa. Còn ông Thanh công an là Triệu thôi nhỉ? Vâng. Ông Thanh công an. Người là Chu Minh Thanh. Chu Minh Thanh. Em nghe nói ở trong này có một ông thổi khen hay lắm à? Có mà, như tông mạt như tông gạo mà của mình mà. Cũng thổi khen á. Vâng. Có hay đi chợ không? Không thấy xuống. Đang thầy cúng à? Không, nó cũng không được, nó thổi khen tốt lắm. À, thổi khen hay thổi sáo? Khen sáo, được. Có mà thấy đi mà, nhưng mà chắc là không cầm đi đâu. Không cầm đi à? Không cầm đi. Thổi khen người Giao là thổi khen mông. Mông. Mông á, mông. Người Giao có. À. Lúc nay vẫn đây mà không cầm đấy. Kèn người Giao mình là bằng cái đồng kia thôi đúng không? Vâng, đấy. Bằng ấy kèn đồng đúng không? Thắng cố ngon các bạn ạ. Đấy đi bản là phải chơi thắng cố. Thắng cố này. Rượu ngô này. Đấy. Rượu đóng chai bia nhá. Đấy. Cháu ở trên chỗ nhà lấy mua được rồi, mày dám nữa.
dùng đi, đúng. Cảm ơn chú tí nhỉ. Chúc chú năm mới sang một tuổi mới cũng nào phong độ thế này nhá. 60 tuổi nhưng mà vẫn phong độ. Có hay leo dốc không? Có. Bây giờ leo dốc tốt không? Tốt. Tối nào leo? Đi bình thường mà. Bình thường. Ừ, vẫn đi bình thường. Đi bình thường. Tối nào cũng leo. Đấy là ác đấy nhờ phong độ ấy. Rồi, chúc chú luôn luôn khỏe để leo dốc nhá. Lâu lâu phải leo chứ nhờ, không leo quen nó quên đi đấy. Quên đấy. phải leo thường xuyên đấy. Con đêm ăn rượu say nó không leo được. Con đêm say rượu là không leo được. Nhà chú cũng phía bao à? Thế là mấy chú cháu anh em ở đây là ở phía bóc hết à? Vâng. Vâng. Đây là bị ngay ngay chợ đây mà. Rồi. Ôi giời. Mấy cháu anh em mình có dịp gặp nhau thì giao lưu nhau tí. Tất cả quý anh chị và các bạn cùng nâng ly uống chiếc rượu trong bản với lại trường lý nha. Đây này các bác ở trong này rất là chợ tập trung đấy. Con người vùng cao thì đi đâu cũng luôn luôn tình cảm, tình cảm lúc nào phải gặp nhau, gặp nhau là phải uống rượu, gặp nhau phải uống nhiều, uống ăn thì chết, cứ gặp nhau là phải uống nhỉ. Rồi các bạn nhá. Đấy, uống rượu mà chồng đi không ra nước đâu. Thank you.
ăn đi, ăn không tí nó lại đông vào đấy. Chặt đùng thế. Ờ, thế, cháu xin phép ôi, đây, cái này cháu mời nhé. Ba các cô các chú là rất là nhiệt tình nha các bạn nhá. Thì chợ bản nó phải đỏ đỏ mặt xong về. Giờ cũng khá là muộn rồi nhưng mà chợ Bắc Mê vẫn đang đông các bạn ạ. Hôm nay chợ YouTube à? Chợ vẫn đang đông nha các bạn nhá, nhưng mà tôi phải đi về thôi. Cho các bạn xem này. Chợ càng về chiều thì lại càng đông. Anh chào em nhá, người đẹp nhá. Rồi, cho anh xin kiểu ảnh nữa. À, đứng với người đẹp một tí nhỉ. À, đây bạn này người Mông nhá, người Mông nhưng mà quần áo đúng bản sắc đấy, rất là đẹp. Anh cảm ơn em nhá. À, em tên gì nhỉ? Em tên Hoa. Hoa nhỉ. À, hẹn em ngày 25 lại gặp nhau ở đây nhá. Xong là anh mời mấy vợ chồng lên đây uống rượu nhá. Được không? Được nhá, nhất trí nhá. Anh sẽ chờ em bán hàng xong anh em mình lên đây uống rượu nhá. Rồi, ok. Chúc em hôm nay buôn may bán đắt nhá. Rồi. Đấy, người xinh thôi các bạn ạ. Thích lắm, đi chợ bản vui thế mà. À, có lẽ tôi xin phép kết thúc video tại đây thôi. À, chợ bản thì còn vẫn đang diễn ra nhưng mà có lẽ tôi phải xin phép đi về. Hẹn gặp lại các bác dịp khác đi chợ bản tiếp nha. Cuối năm thì chợ bản, chợ những ngày cuối năm rất là đông. Do vậy là các bạn hãy nhớ like, share, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký kênh để ủng hộ Trường Lý nha. Để Trường Lý sẽ đi khám phá tất cả các hội chợ cuối năm của vùng cao cho các bạn xem nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.